cảnh sát kiểm tra nhà nghỉ ở thành phố Vĩnh Long, phát hiện có 17 thanh niên nam nữ dương tính với ma túy. Trong phòng, cảnh sát tìm thấy bịch ni lông, đĩa sành chứa chất bột màu trắng. Nam diễn viên, Cú Thóc, thanh minh việc dương tính với ma túy có thể là bị gái nam diễn viên, Cú Thóc, sử dụng ma túy trái phép bị phạt thế nào, diễn viên, Cú Thóc, mới bị công an bắt quả tang sử dụng ma túy là ai. Ngày 7 tháng 4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Vĩnh Long đã lập hồ sơ xử lý đối với 17 thanh niên nam nữ, có độ tuổi từ 20 đến 25 ngụ tại các huyện và thành phố Vĩnh Long về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Theo cảnh sát, khoảng 2 giờ sáng mùng 6 tháng 4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Công an thành phố Vĩnh Long kiểm tra nhà nghỉ Huy Thảo, đường Phó Cờ Điều, phường 3, thành phố Vĩnh Long. Nhóm thanh niên nam nữ dương tính với ma túy trong nhà nghỉ. Tại hiện trường, cảnh sát phát hiện tại hai phòng của nhà nghỉ có 19 thanh niên nam, nữ có dấu hiệu sử dụng ma túy nên tiến hành lập biên bản. Qua kiểm tra nhanh, có 17 thanh niên dương tính với chất ma túy. Nhà nghỉ nơi cảnh sát kiểm tra, phát hiện nhóm thanh niên dương tính với ma túy. Tiến hành kiểm tra hai phòng nghỉ này, lực lượng công an còn phát hiện và thu giữ bịch ni lông được hàn kín hai đầu, đĩa bằng sành có chứa chất bột màu trắng nghi là ma túy. Bước đầu, nhóm thanh niên này thừa nhận hành vi sử dụng trái phép ma túy. Lực lượng công an đã lập biên bản vi phạm, tạm giữ tang vật và mời nhóm thanh niên này về cơ quan để tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc. Xe tải tông xe Innova khiến 8 người thương vong, tài xế dương tính với ma túy theo trí thức trẻ.